Mình sẽ chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình. Đây là cái syrup để mình ăn với lại pancake. Syrup thì bạn mua loại nào cũng được. Còn đây là những cái bánh pancake Lan mới vừa nướng xong. Bánh pancake thì Lan làm bằng bột bình thường mình mua thôi, nhưng hôm nay mình sẽ thêm một cái nguyên liệu nữa. Nó giúp cho cái bánh của mình nó ăn nó rất là thơm, thơm ngon hơn bình thường rất là nhiều. Mà sẵn đây mình dụ con trai mình ăn trái cây luôn đó mọi người. Nó không ăn trái cây thì mình phải tìm cách mình bỏ vô. Bây giờ xin mời mọi người vào bếp nha. Cái bột waffle and pancakes này nó mình xài tiện lắm mọi người. Vừa làm waffle được mà vừa làm pancake được mà organic nữa. Cho nên mình cái thích cái hiệu này. Cái này thì mua ở Target nha mọi người. Mình sẽ làm theo cái chỉ dẫn ở trên cái hộp này cho con mình ăn sáng. Nhưng mà hôm bữa mình thấy cái chị chia sẻ làm chung với lại cái bánh chuối. À, làm chung với cái chuối thì waffle nó thơm hơn. Sẵn như mình có chuối thì mình sẽ cho vào đây. Và mình cho thêm vào đây 2 phần 3 cup nữa. Cái cup này là 2 phần 3. Là 1 cup và 2 phần 3 cup. Okay. Bột này mình sẽ để đây. Bây giờ mình sẽ đi pha cái hỗn hợp trứng sữa để mình trộn. Mình làm cái pancake này y như cái chỉ dẫn ở trên cái hộp nha mọi người. Công thức y như trên cái hộp người ta hướng dẫn, nhưng mà chỉ thêm một trái chuối vào thôi. Thì ở đây là có một trái chuối nè, một cái trứng và một cup sữa. Một trái chuối như vậy cũng là một cup chuối đó. Đang sẽ cho vào cái máy xay sinh tố. Mình cho cái trứng gà vào. Và đây là Lan sẽ cho một cái cup sữa này vào luôn. Lan sẽ đánh nó lên cho cái trứng và cái chuối nó tan, nó nát hết. Bây giờ Lan sẽ đổ vô cái bột này, Lan trộn. Mình chia làm 3 lần, mình trộn từ từ vô. Làm cái này ăn nhanh lắm, bữa ăn sáng mình dậy mình chuẩn bị ăn rất là lẹ. Nhà mình thì thích ăn cái pancake này nè. Nếu các bạn ở Việt Nam không biết thì mình giới thiệu một chút. Cái bánh pancake này là cái bánh mà rất nổi tiếng của người Mỹ dùng để ăn sáng. Cái bột này vừa làm pancake mà vừa làm waffle ăn rất là ngon lắm mọi người. Cái bột này ngon lắm nha. Mình ăn mình chia sẻ thôi mọi người chứ không có phải quảng cáo. Thấy cái gì ngon hay là hay hay thì mình chia sẻ. Nó đã hòa quyện rồi nhưng mà mình thấy nó chưa có nát hẳn đó. Thì Lan sẽ lược nó qua một lần. Bỏ cái này đi, có những cái hạt chuối đó. Và Lan được cái hỗn hợp như thế này rất là mịn rồi. Bây giờ mình sẽ qua bếp mình làm bánh pancake. Đây là cái chảo có đường kính khoảng một gang tay á. Mình để lửa trung bình đến lửa nhỏ ha. Khi chảo nó nóng rồi thì Lan sẽ đổ cái bột này vào. Cái phần bột này Lan làm được 5 cái pancake có đường kính khoảng một gang tay như thế này. Mình đợi 3 phút thì cái mặt bánh nó sẽ vàng đẹp. Bây giờ Lan sẽ chở qua nè. Lan chở qua xong Lan sẽ nướng cái mặt sau này khoảng 2 đến 3 phút nữa là nó sẽ vàng đẹp. Đẹp không mọi người? Làm cái này rất là vui á. Bây giờ Lan sẽ lấy cái bánh ra. Và tiếp theo mình sẽ đổ bột vô mình làm cho xong. Hai cái, ba cái, bốn cái. Nhà ăn hết cái rồi, còn có bốn cái thôi. Và đây là cái bánh Lan đã làm xong. Rất là đẹp, ăn rất là ngon. Cái bột này vừa ăn lắm mà Lan thích ăn không chứ không có thích ăn với lại syrup nha mọi người.
Và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cái bánh này á, cho con mình, những đứa mà không ăn cái trái cây á, mình có thể xay trái cây mình bỏ vô mình làm cho nó ăn rất là ngon á. Bánh này ăn sáng cũng được mà ăn xế cũng được. Cái này gọi là pancake chuối. Thank you for watching. Bye bye.